kéo pháo ta vượt qua đèo. Ở dù ta kéo pháo ta vượt qua núi. Thưa quý vị, những hình ảnh cũng cho chúng ta thấy bộ phim tiếp theo của tuần phim Việt trên VTV Go là bộ phim nào? Đó là bộ phim Bến Không Chồng. Thì thưa quý vị, bây giờ trò chuyện một cuộc trò chuyện trước khi mà chính thức đưa bộ phim này đến với quý vị, chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một người mà hiểu rõ nhất về bộ phim này. Tất nhiên rồi, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Lưu Trọng Ninh cũng là vai chính của bộ phim. Xin mời anh ạ. Diễn viên Vạn trong bộ phim Bến Không Chồng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay. Từ tiểu thuyết của Dương Hướng. Tôi ở cái nhà này, tôi có sống không? Tôi có phải là con hủi không? Hở Vạn! Bến Không Chồng là một bức tranh hiện thực với đủ cơ cực, đắng cay của số phận những người lính bước ra từ cuộc chiến. Những người lính như Vạn, như Nghĩa trở về quê hương, đối diện với những lề thói cũ cả trăm năm ở làng quê, là dư luận, là điều tiếng, là nếp sống cũ kỹ. Mỗi nhân vật của Bến Không Chồng như bị bóp nghẹt trong cuộc đời của chính mình, trốn chạy hạnh phúc và mong muốn cá nhân. Với những thước phim đẹp và cách khai thác nhân vật độc đáo, Bến Không Chồng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã gặt hái được nhiều giải thưởng ở trong nước và quốc tế. Phim từng đạt giải A, giải thưởng Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2001 và giành giải tại Liên hoan phim Berlin năm 2001. Ngay bây giờ khi mà nói đến Bến Không Chồng, anh nghĩ đến cảnh quay nào, nghĩ đến nét cảm xúc nào? Tôi thì làm nhiều phim, nhưng đây cái phim đặc biệt bởi vì đây là phim duy nhất tôi đóng phim. Mà đóng một vai chính, vai rất quan trọng. Để mà đóng vai chính, thực ra câu chuyện là cũng rất là thú vị. Tôi chọn diễn viên mất một năm trời và đã tìm ra diễn viên. Cách ngày quay khoảng một tuần, anh ta bảo anh ta phải đi nước ngoài, đoàn phim chờ. Thế tôi bảo mày mà đi nước ngoài thì tao đóng thôi. Một câu nói rất đùa thôi, dọa anh ta thôi. Và mình bảo anh phải chọn một trong hai là hoặc đóng phim hoặc là đi nước ngoài. Thì cả đoàn ồ lên đi. Thì ông đóng đi. Một đạo diễn mà đóng phim thực sự là khó. Mình không biết rằng mình làm như thế nào và ai đứng ra xa để mà làm đó. Thì đây cái bộ phim mà đầy khó khăn đối với tôi, nên nó nhiều kỷ niệm. Đặc biệt cái bộ phim này nó cũng là bộ phim rất gian truân về kịch bản. Cụ thể là như thế nào? Và 11 lần duyệt của 11 ý kiến khác nhau. Nghĩa là cứ mỗi một lần là phải sửa. Nên câu chuyện bắt đầu như thế này thì nó đến khi làm phim nó đã khác xa rất là xa. Bởi vì bộ phim nó động đến cái phần nhạy cảm về cái hậu chiến, về tất cả cho con người sau hậu chiến. Đâm ra nó người ta phải kiểm soát nó tốt hơn, rõ hơn. Em nghĩ rằng là đọc rất nhiều những kịch bản khác nhau, cá nhân anh cũng vậy, anh sẽ tiếp cận với rất nhiều những kịch bản, những tác phẩm văn học khác nhau. Những điều gì đã làm anh dừng lại ở Bến Không Chồng và quyết định là chuyển thể nó? Tôi thì luôn luôn quan niệm gánh nặng cuộc chiến tranh ấy. Tôi thích làm về làng quê. Thì làng quê là cái vùng đất gánh nặng chiến tranh nhất. Và cái gánh nặng đấy thường trên vai người đàn bà, chứ không phải đàn ông. Chiến tranh kết thúc với đàn ông nhưng không kết thúc với phụ nữ. Nó dai dẳng. Vâng, nó gánh nặng trên vai. Vâng, đó là điều anh cảm nhận được khi mà đọc tác phẩm này. Và tôi cũng còn muốn. Bởi vì cái phụ nữ là quê Việt Nam đẹp lắm. Cái cuộc sống, cái con người họ đẹp lắm. Nhưng gánh nặng kinh khủng. Có ở đâu trên thế gian, bạn nhìn trong hình ảnh phim, tại sao cứ phảng phất lúc nào có một bà già còng đi trong phim? Còng đi cùng. Đấy là cái ý đồ của anh ạ. Vâng. Và có ở đâu trên thế giới này mà người nhiều đàn bà còng như vậy? Tôi đi cũng rất nhiều nước trên thế giới, gần như hãn hữu lắm cái người còng. Nhưng về đến làm quê Việt Nam, còng nhiều vô kể. Nhiều lắm, nhiều lắm. Nó thành ra một hình ảnh đặc trưng ấy, đúng không? Tất nhiên nó cũng có những cái yếu tố của canh tác, người ta phải cúi, người ta phải gánh. Nhưng tôi nghĩ cái gánh nặng về tinh thần nó lớn. Và đấy là hình ảnh nó cũng xuyên suốt phim. Bất cứ một đoạn nào cũng đều có một người đàn bà còng đi trong phim. Vâng, thì thưa anh là đây là một bộ phim chuyển thể. Thì ở bộ phim này anh đã chọn cách nào hay là có cái sự hòa trộn như thế nào, giữ bao nhiêu phần trăm tác phẩm văn học? Thực ra mà nói, để mà chuyển thể một bộ phim ấy thì chắc chắn cái tiểu thuyết đấy là đáng quan tâm và mình thích thú về nó. Nên mình không thể nào nói ra là mình sẽ lấy bao nhiêu. Nhưng cái quan trọng nhất là một cái người đạo diễn khi chuyển thể phim là giữ được cái tinh thần của cái bộ phim đó. Và khi anh đọc tác phẩm Bến Không Chồng, cái tinh thần mà anh cảm nhận lúc này nó là gì? Ở ba chữ Bến Không Chồng. Mặc dù là đọc tiểu thuyết ấy, thì nó bám theo cái nhân vật Vạn, nhân vật chính trung tâm. Và các nhân vật nữ nó không hoàn toàn giống trong phim của tôi. Nhưng mà cái chữ Bến Không Chồng là cái tinh thần của phim. Một cái bến, cái chữ bến ở đến rất là hay. Khi phim này đi nước ngoài họ không dịch một chữ bến. Nó không phải là ga, nó không phải là cái điểm. Cái bến là cái gì nó gần gũi, nó rất tinh thần. Nó là nơi quy tụ chứ không phải là nơi chuyển đổi, để chờ đợi. Đâm ra chữ bến là khi tôi đi lên phim là tất cả các lên phim đều bó tay,
và họ đề nghị lại để nguyên chữ Bến. Vừa làm đạo diễn này, lại vừa làm diễn viên chính này, thì như anh vừa mới chia sẻ trong cái đoạn đầu ấy, nó có những cái khó khăn riêng. Cụ thể nó là gì ạ? Thứ nhất, tôi không làm diễn viên bao giờ. Tôi nói một cái câu học thuộc không được. Bây giờ tôi vừa nói xong, bạn bảo tôi nói lại, tôi không nói được. Tôi không nhớ được một số điện thoại. Đấy là cái, tôi không nhớ tên người, tôi rất là khó. Tôi không có năng lực đó. Nên khi học thuộc thoại rất là khó. Phần lớn là tôi thoại tự nhiên. Có khi kịch bản mà đằng tôi cứ nhớ đâu tôi thoại đấy. Tức là mình nhớ cái ý, cái tinh thần thôi. Tôi không nhớ được cái gì cả và tôi cứ làm theo tinh thần thôi. Nhưng mà cái vụng về đó thì nó lại thành thú vị. Nếu mà tôi lại diễn lau loát quá thì nhân vật không đúng. Nên tôi nhớ là có những lần, có một lần tôi, không phải một lần đâu mà khi ở Berlin hay các thành phố khác, người ta nhận ra tôi và người ta rất thú vị cái vai đó của tôi. Có lẽ vì cái sự ngờ nghệch, đó là sự không lành nghề của mình, không chuyên, nó trở thành cái mộc mạc của nhân vật. Em nghĩ rằng là cũng có những cái kỷ niệm riêng khi mà đóng phim. Cái cảnh quay nào mà anh thấy nó khó nhất hay là nó ấn tượng nhất với anh? Khó nhất cái cảnh quay mà tôi phải xé ngực cái cô Hà nhân vật, sẽ bung cái áo và tôi vụt mặt vào ngực đó, để tôi nghĩa là sau rất nhiều năm tháng kìm nén vạn trở thành một con thú. Nếu mà sinh đứa con đấy thì cảnh quay đấy là tôi phải xé ngực ấy và tôi vụt vào mặt cô ấy và tôi ôm chặt vào tôi riêng, nghĩa là một cái cuộc tình rất là mạnh mẽ. Nhưng mà cứ bắt đầu chuẩn bị máy, bắt đầu tôi hô, bắt đầu một cái thì tôi đứng nghệt ra, tôi tức là chính được. Anh hô tôi không xé được, tôi không làm được. Hình như cũng khoảng 7 ngày đoàn quân đến đấy rồi dừng lại, tôi bảo thôi về hôm nay mưa. Vì tôi đạo diễn tôi có quyền, hôm nay thế nọ, hôm đấy nay là cái lợi thế đúng không? Vâng, thế là 7 ngày đó cuối cùng tôi không làm được điều đó. Thì tôi mới nghĩ rằng cái cảnh các bạn trên phim ấy là vạn cuối cùng cũng chỉ là một cái bình to, chỉ còn một ít nước trong đó thôi. Và tôi dùng ảnh cái bình to nó lắc qua lắc lại với tiếng nước ở trong đó. Nó thay thế con người đó, cái thay thế cái cảnh đó. Mà tôi thấy cũng được, nhưng mà đúng là tôi không đóng được cảnh đó. Không phải là vì cô ấy không, tôi với cô ấy thực ra cũng có thể là bản thân. Thực ra chuyện ấy là chuyện trong nghệ thuật, là chuyện bình thường. Nhưng tôi không làm được, cô bảo anh ơi em cứ làm đi mà không. Không, không phải là dám làm hay không, em. Mà là có toát ra được cái tinh thần. Không phải toát, không phải em mà anh cũng không quen với bọn đống kính kia. Nó dã man lắm, nó dã man lắm chứ không phải đơn giản. Để mình thoải mái không phải đơn giản. Nhất là những cảnh đặc biệt như vậy. Đấy là một cái cảnh mà rất là đáng mà nhớ. Rất quan trọng trong phim cuối cùng là vì mình đạo diễn, mình ăn hiếp người ta nên mình mà thôi cái này bỏ này mình được quyền quyết. Cho nên là mình thay đổi cái cảnh đấy luôn. Ngoài ra còn có cái câu thoại hay cái cảnh nào khác anh muốn nói thêm không ạ? Nó không nhớ được nhiều. Cái này nhớ cảm giác lớn nhất là sợ hãi. Cái này em phải xem ngang thì cái sợ hãi là lý do là sợ hãi là tại sao? Là mình không nóng nổi. Mình quá liều đi. Mà mình tại vì bản chất tôi là thằng hiếu thắng khủng khiếp. Tôi đã quyết phải, cái gì là tôi làm được. Chỉ tôi đã quyết là tôi làm được. Mà chỉ vì một cái câu nói vô tình cả đoàn dồn tôi vào. Tôi ứ sao tao đóng, tao đấy sợ gì, sợ ai mà không đóng. Đến khi mình ngồi dựng thì mình cũng sợ hãi. Không biết phim ra gì hay không. Chính sự liều lĩnh của đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã tạo ra một Bến Không Trồng bản điện ảnh vô cùng thành công. Không chỉ vậy, vào năm 2017, cũng chính tác phẩm này đã một lần nữa được chuyển thể lên màn ảnh nhỏ. Vẫn là Vạn, là Hơn, Nhân, Hạnh và vẫn được đạo diễn bởi bàn tay của Lưu Trọng Ninh. Nhưng Thương Nhớ Ở Ai và Bến Không Trồng lại có những cách tiếp cận rất khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu những điểm khác biệt này qua góc nhìn một khán giả nhé! Bạn biết tới Bến Không Trồng như thế nào? Thì mình xem bản truyền hình của tác phẩm đấy là bản Thương Nhớ Ở Ai. Và sau đó thì mình cảm thấy rất là ấn tượng với nội dung cũng như là tuyến nhân vật, nên là mình đã tìm về bản điện ảnh của bộ phim đấy. Bản truyền hình có gì đặc biệt? Sau khi mình xem cả hai phiên bản thì mình nhận thấy là đúng là mỗi phiên bản đều có một cái sự khác biệt khác nhau. Ví dụ như ở bản truyền hình thì sẽ đạo diễn có phát triển hơn, nhiều tình tiết hơn cũng như là phát triển tuyến nhân vật phụ. Ví dụ như là nhân vật bà Hơn thì mình cũng rất là ấn tượng với cái nhân vật này. Thế còn bản điện ảnh thì sao? Ở bản điện ảnh thì mình khá là ấn tượng với những cái góc quay nghệ thuật của đạo diễn. Ví dụ như là những cái tình tiết, ví dụ một cái bước chân hay là những cái tình tiết trong cái thước phim thì rất là nghệ thuật cũng như là gây cảm xúc mạnh cho người xem. Những sự khác biệt này đã chứng minh rằng những tác phẩm văn học là một nguồn kịch bản dồi dào cho sự sáng tạo của các nhà làm phim Việt. Một trong những điều mà em thấy là nó sẽ tạo thành cái cảm xúc rất là mạnh đối với đạo diễn ấy, đấy là khi mà phim mình công chiếu xong cái mình nhận những cái phản hồi của khán giả. Mà với anh thì cái phản hồi này em nghĩ là còn muốn lắng nghe hơn nữa vì họ có thể phản hồi cả về vai chính của mình nữa. Có những cái phản hồi nào mà anh nhớ không ạ? Tôi lại có một cái tính rất là xấu. Kể cả những phim trên truyền hình, như là tôi đóng cửa ngay khi mà xong phim.
không muốn nghe phản hồi bất cứ cái gì, khen chê không. Tức là tôi đã làm tốt nhất có thể rồi. Vâng, và tôi đã cố gắng rồi, còn cái gì đấy là nó sau lưng mình. Tính tôi là như vậy. Tự anh xem lại bộ phim này, anh thấy khi mình dựng quá nhiều lần nên xem rất khó. Bởi vì bạn hình dung là cái công nghệ của cái phim nhựa nó rất là phức tạp. Và mình dựng nó gần như thuộc về mình. Chúng ta xem lại nó không còn, nó không liền mạch. Và thực ra trong quá trình xem lại là xem cái lỗi. Cái lỗi xảy ra, lỗi kỹ thuật hay lỗi gì đó. Và tính tôi là cũng không quan tâm đến cái việc đã xong rồi, nó thành một cá thể đặc biệt, độc lập rồi, nó không dính vào mình. Nó là con mình nhưng xong nó lớn rồi, nó xong. Em nghĩ rằng đấy cũng là một cái biểu hiện của sự chuyên nghiệp. Vâng, tôi là xong. Và bắt đầu một phim mới là tôi lại hoàn toàn mới mẻ, lại cuộc chơi mới. Vâng, anh Ninh ơi, bây giờ nếu như mà trước khi chiếu cái bộ phim này đến với khán giả ấy, theo cá nhân anh nghĩ rằng nó sẽ đọng lại trong khán giả khi mà dừng bộ phim này lại? Cái mà khán giả nhận được lớn nhất trong bộ phim này là sức ép của phim. Phim nó có một sức ép rất từ từ, vô hình. Hình ảnh chỉ đơn giản thôi nhưng mà nó có sức ép từ từ và người ta cảm nhận được nó. Một sức ép rất từ từ để đến một kết cục. Và đấy cũng là một cái cách để người ta sẽ vâng. khán giả có thể hiểu hơn vâng. về đấy là cái cách phận người vâng. thời điểm bấy vâng. giờ đúng không? Đấy là một cái thủ pháp mà tôi dùng từ phim này. Nếu vậy mà các bạn xem ở rạp thì các bạn sẽ thấy điều đó. Nhưng mà xem ở trên truyền hình với VTV Go thì ra nó cũng hạn chế cái khuôn hình. Có những buổi như này chúng ta sẽ nói với khán giả vâng. về cái lối xem và cảm nhận trước bộ phim chiếu rạp để mà đến với các bạn. Có lẽ là đến đây của câu chuyện thì nhiều quý vị khán giả cũng đã bắt đầu cảm thấy thực sự muốn được xem, được cảm nhận Bến Không Trầm của anh Lưu Trọng Ninh đấy rồi. Không để quý vị chờ đợi lâu, cảm ơn anh Ninh rất là nhiều. Chúng ta sẽ đến với Bến Không Trầm ngay sau đây, xin mời. Xin cảm ơn mọi người.